Công an thành phố Huế vừa tiếp nhận đơn của một gia đình tại Huế tố giác một người trú tại Lâm Đồng về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi thiêu thi thể con trai của mình. Tuy nhiên do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng nên sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo đơn tố cáo vào đầu tháng 3 năm 2022, gia đình người đàn ông 45 tuổi, trú ở Huế, gửi con trai sinh năm 2019, trong Lê Minh Quang, sinh năm 1977, tạm trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với chi phí chữa bệnh là 600 triệu đồng, kèm theo giấy ủy quyền nuôi dưỡng vào tháng 3 năm 2022. Gần một tháng sau khi đưa con vào chữa trị, gia đình nạn nhân nhận được thông báo là con trai của ông đã mất vì mắc Covid-19. Với lời giải thích vì sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến thành phố Huế bị phân hủy, nên đã tự ý dùng củi thiêu rồi lấy cho cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Chi phí tăng ma và số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó được trả lại cho gia đình nạn nhân. Trước cái chết bất ngờ của con, gia đình nạn nhân nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu một sự thực khác nên đã làm đơn tố giác đến công an thành phố Huế. Tại cơ quan công an, ông Quang khẳng định cháu trai mất do mắc Covid-19 và thừa nhận từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ ai là thân nhân của cháu. Sau khi nhận được hũ cho cốt từ ông Quang, gia đình nạn nhân đã vào để tìm hiểu sự việc thì phát hiện nơi ông Quang dùng làm cơ sở chữa trị cho mình thực tế chỉ là một ngôi nhà trọ ở đường Phan Chu Trinh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng chứ không có biệt thự, bể bơi và hoàn toàn không có ekip chăm sóc như ông Quang đã quảng cáo. Hiện gia đình nạn nhân đã mang mẫu xương cho cốt của cháu trai cùng mẫu tóc của mẹ cháu bé nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN nhằm phục vụ cho công tác điều tra.